Ở tập trước, Lộc đã học được một kỹ năng cho phép triệu hồi bốn vũ khí cực bá đạo. Thế là mình đã lập tức test sức mạnh bằng cách đi quẩy cực gắt bên địa ngục. Sau đó, mình đã trở về Overworld và trang bị giáp ngựa kim cương mới lút được cho bé ngựa mà mình đã thuần hóa trước đó. Thế là hai anh em cùng nhau đi thám hiểm, tìm kiếm vùng đất mới. Và trên hành trình đó, mình đã chạm trán một con nhện nữ hoàng ở vùng đất sa mạc. Thế là mình đã chiến đấu 499 hiệp với nó và kết quả là nó lật gọng dãy đành đạch luôn các bạn ơi. Liệu rằng trong ngày hôm nay Lộc có ăn cháo hạnh hay tiếp tục thăng tiến sức mạnh như ở tập trước? Câu trả lời sẽ có trong video Hiệp sĩ chuyển sinh ngày hôm nay. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Suteki. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chơi tiếp Minecraft Hiệp sĩ chuyển sinh. Ở tập trước thì mình đã có một chuyến phiêu lưu rất là thành công á, khi mà không có nằm xuống một lần nào, đồng thời cũng đã dẫn cái người bạn ngựa về chung một nhà rồi các bạn ạ. Và có thể trong ngày hôm nay, mình và ngựa cũng sẽ có một chuyến đi khám phá tiếp theo, hy vọng là cũng sẽ tuyệt vời giống như vậy á. Nhưng mà trước đó thì để mình tiến hành cosplay xíu các bạn ơi. Tình hình là hôm qua mặc dù mình mới nhặt được cái nịt đúng kiểu là xịn sò luôn, nó cho mình tới 5 trái tim lận. Nhưng mà hôm nay chắc mình phải treo cái nịt lên, cũng như là cái set giáp này lên trên các bạn ạ. Bởi vì mình mới tìm ra được một cái công thức để chúng ta chế tạo một bộ giáp mới. Mặc dù sức mạnh thì nó cũng xem giáp kim cương thôi, nhưng có điều khi mà mặc được set giáp này, mình sẽ cosplay thành một nhân vật ta nói rất là viral cỡ rài các bạn ạ. Đấy chính là Tề Thiên Đại Thánh trong tựa game Black Myth Wukong các bạn ơi. Trời, mình chưa trải nghiệm tựa game đó nhưng mà nghe đồn hot hit lắm. Và để xem coi, set giáp để chúng ta cosplay sẽ bao gồm một cái nón. Công thức thì khá là rẻ các bạn, để đây. Nó cũng là giáp kim cương không à, kết hợp với một ít vàng, sắt và bột nhộm thôi á. Nên là tranh thủ mình sẽ làm liền các bạn ơi. Kim cương thì bây giờ... Đây, mình đại gia, các bạn yên tâm. Vàng thì mình cũng có khá là nhiều nè. Bây giờ là chỉ thiếu kiểu như là bông hoa các thứ rồi thôi các bạn. Chắc xíu nữa mình phải đi hái bông đó nha. Rồi, cho giờ thì mình sẽ tranh thủ làm trước cái set giáp kim cương đi. Đây, xong phim luôn. Tiếp theo là đi hái bông cái nè. Mình nghĩ là trong cái hòn đảo cạnh cái con thuyền mình, kiểu gì cũng có bông thôi các bạn ơi. Nhưng mà đây xuống dưới cũng hơi mệt á. Tại vì có rất là nhiều kỵ sĩ xương đang canh me canh chua mình xuống. Ui da, bất cẩn té cái đuổi rồi. Oh no. Mình sẽ nghĩ thôi coi. Ủa không có bông thiệt hả ta? Ui không có bông thiệt các bạn ơi. Oh no. Cái bà phù thủy này chọi gì? Thích chọi không? Ui đó muốn khệ rồi mà cứ chọc chọc tôi không à. Hơi bị nóng tính đó nha. Rồi. Ui trời. Ui thôi mấy anh ơi. Em chỉ là... Ui da, một người đi qua đường thôi. Có bông không? Cho tôi cái bông đi, please. Ồ, trời ơi, cho cái nấm ạ. No. Vô lý thiệt sự luôn. Ôi, trời ơi. Ở đằng kia có một hiệp sĩ đang đi săn cái cây ăn thịt người thì bị nó quất luôn rồi. Ủa, mà nãy tự nhiên mình cởi giáp ra chi ta? Đã không mặc giáp rồi mà còn đi nửa đêm nữa. Anh thằng ơi, mình liều vậy. Cái này các bạn đừng có bắt chước làm theo mình nha. Ơi, nó trả thù hôm qua mình mới bán thành cho nó. Lại đây. Không mặc giáp nhưng mà mình vẫn có nghề đấy. Ừ, nó tức lên kìa. Biết sao. Đỡ cái nhẹ nha. Đừng tưởng không có giáp là dễ ăn hiếp. Gì nữa đây? Định làm gì đây? Không nhận có cái thương này các bạn. Đôi lúc nó cũng cứu mạng mình nhiều pha. Đây nè. Yes. Mình đã tìm được cái bông mà có thể nhân giống một cách thoải mái rồi. Đây, mình sẽ lấy một ít về. Rồi, chỉ cần hai cây là được. Chứ cả là một cục đất ha. Rồi đi về nhà và chế tạo ra bông thôi các bạn ơi. Cũng hơn là cái pha làm liều của mình. Không gây ra hậu quả quá nghiêm trọng ha. Rồi, và với cái bụi hoa hồng này thì mình có thể nhân giống nó bằng bột xương khá là dễ ha. Để chúng ta tạo ra rất là nhiều bột nhộm nè. Rồi từ đó chế tạo thành set giáp vua khỉ thôi nào. Đầu tiên là cái nón của vua khỉ nè. So với cái giáp kim cương thì mình thấy nó cũng xem nha. Được cái nó nhẹ hơn một xíu ha. Alright. Tương tự với một cái áo của vua khỉ nè. Tiếp theo là cái nịt của vua khỉ. Và cuối cùng
là đôi dép của vua khỉ. Rồi, có bộ đồ rồi. Giờ mình làm thêm cây thiết bản nha. Hợp lý ấy. Và công thức cây thiết bản thì lại cần một cây kiếm kim cương. Mình là không có kiếm kim cương ta. Nếu vậy thì đầu tư luôn cây kiếm kim cương ha. À, cosplay rồi thì cosplay cho tới luôn. Rồi, bấm công thức của cây kiếm kim cương nè. Cần thêm hai phôi vàng nữa. Có liền. Bây giờ mình đã chính thức có được cái set giáp của Tôn Ngộ Lộc rồi các bạn ạ. Để mình mặc vô thử xem coi có giống hay không á. Đầu tiên là cái nón. Úi dồi. Quay. Mình đúng kiểu là Black Myth Wukong rồi nè các bạn, đen thui tù lùi nè. Thì cái áo. Wow. Cái quần. Rồi tới đôi dép. Ui. Cũng xịn phết và cầm thêm cái thiết bản nữa. Wow. Ui nhưng mà cái thiết bản này không có xoay xoay được ha. Hơi tiếc vì điều đó các bạn ơi. Thiết bản này có cách đánh tương tự như cây kiếm thôi. Không, mình thay cái thiết bản bằng cái cây thương này được không? Mình thấy mình thay cái thiết bản bằng cây thương ok hơn á các bạn ơi. Vậy thì thôi, cây thiết bản mình sẽ trưng bày ở nhà đi ha. Ê, ví dụ có biến to biến nhỏ được không ta? Gì đây? À, định làm gì? Định vô thuyền của Tôn Ngộ Lộc hả? Tai rồi cưng. À, lộn phòng này mới đúng. Mình sẽ đặt cây thiết bản ở đây. Cũng ok vết. Rồi. Và nhất định rồi. Mới có set giáp mới, chắc chắn là mình phải enchant các bạn ơi. Cái gì vậy? Cái gì nổ? Quá trời đó vậy, quá tiêu. Đợi mình xíu, mình lấy kinh nghiệm mình enchant trước rồi đó. Với số kinh nghiệm này vừa đủ để chúng ta enchant cái set giáp này luôn á. Hôm qua tới giờ mình enchant hơi xui á. Để mình gắn thêm kệ sách coi. Xem coi nó có búp thêm nhân phẩm cho mình hay không á. Rồi, đầu tiên là cái nón. Ui, hô hấp hả? Ồ, cái ủng thì có vẻ tốt hơn nè, bảo vệ ba các bạn ơi. Wow, hên hơn thiệt. Quay, có lý. Tiếp theo là một cái áo chậm hỏng ba. Có thêm bảo vệ khỏi lửa. Nón chậm hỏng ba, có bảo vệ ba luôn. Và đào nhanh với nước. Ui, cái quần, bảo vệ 4. Tuy nhiên thì hơi thiếu kinh nghiệm một xíu. Không sao, thiếu cái gì chứ thiếu kinh nghiệm thì dễ lắm các bạn. Qua cánh rừng yêu tinh, tam quái một lúc thôi. Kiểu gì mình cũng dư kinh nghiệm và enchant đồ hả? Đây rồi. Lấy cái quần ra. Sau đó thì lụm ngay bảo vệ 4. Cũng như là chậm hỏng 3. Ê, tính ra dòng enchant của set giáp Tôn Ngộ Lộc này á, có vẻ là khá là ngon so với giáp kim cương hôm qua ha. Chỉ hơi tiếc một điều á, là lượng máu thì mình sẽ đánh đổi một xíu ha. Nhưng không sao, cái đó mình có thể bù lại được các bạn à. Bằng cách là mình sẽ trở nên trâu hơn chẳng hạn. Ê, khoan, từ từ. Lấy kinh nghiệm ra chứ. Đây, mình sẽ tăng cái lượng giáp của mình lên các bạn ơi. Hiện tại thì mình có 5 điểm nè. Mình sẽ tăng thêm được 2, 3 điểm. Ok, bây giờ là 8 điểm rồi. Wow, mình sẽ có đâu đó cỡ 14 giáp trong người. Khá trâu. Và mục tiêu của mình trong ngày hôm nay đó chính là chúng ta sẽ đi tìm một cái đấu trường cổ đại. Ơi, khoan, từ từ. Cái gì đây, có mối nữa. Trời ơi, canh me canh chua ngay phía trên này luôn. Mình sẽ tìm một cái đấu trường cổ đại để từ đó sắp tới khi mà mình muốn chiến đấu á, thì mình sẽ có một cái đấu trường để chúng ta có gì triệu hồi boss và đánh nhau ổn trọng á, không có ảnh hưởng tới địa hình xung quanh các bạn ạ. Và nhìn nó cũng chuyên sự nghiệp hơn nữa. À nhưng mà trước khi đi tìm đấu trường hay là mình qua địa ngục thêm chuyến nữa ta. Ừ nha, tại vì sắp tới mình cũng cần có thêm đầu xương đen á. À mà nhắc tới đầu xương đen thì mình sẽ nâng cấp cái vũ khí của mình, nó thiên về cái dòng nhạt hơn các bạn. Mình sẽ cày cho nó tăng cái cấp độ nhạt lên ha, để giúp mình dễ nhặt được cái đầu xương đen hơn nè. Và về kỹ năng thì hiện tại coi mình có thể học được kỹ năng mới luôn nè. What? Một kỹ năng giúp mình bay lên trời. Hiểu không nhớ? Ê, kỹ năng này nghe có vẻ thú vị các bạn ơi. Chắc mình lấy thử ha. Xem coi dùng nó có ok la không. Biết đâu nó lại hữu ích thì sao. Thử. Em ngựa đi ga cưng. Em ngựa này rất là hay dành tắm với mình nha. Cho em ở chung với mấy cái nhóc ổn yển đi. Rồi. Lên trên test kỹ năng liền nào. Hơi tò mò đấy. Ủa? Ê, hình như mình hiểu nhầm công dụng rồi. Hình như kỹ năng này sẽ giúp mình di chuyển trên không các bạn ơi. Để mình test thử coi khoảng cách di chuyển nó là khoảng mấy ô nha. Ui, nó đâu đó cỡ 4 ô các bạn à. 4-5 ô á. Cũng khá ổn ha. Nhưng mà bây giờ chắc mình sẽ nên cần một kỹ năng giúp mình tấn công hơn. Nên thôi. Chung quy lại vẫn dùng kỹ năng triệu hồi vũ khí các bạn à.
kỹ năng này vẫn ngon nhất ha. Rồi, ok. Giờ thì không chần chờ gì nữa, trở lại địa ngục thôi. Anh me canh chua dưới này nữa. À mà hôm qua mình chưa có tìm được cái kiểu như là cái passion đó các bạn. Nên là có thể bữa nay mình sẽ đi xa hơn. Hy vọng là chúng ta có thể tìm được cái passion đầu tiên á. À mà bạn nào có nhu cầu mẹ Roblox, Lovroot hay là Unitelet thì có thể gửi vào shop của Lập nha. Link shop ở dưới phần bình luận của video. Ê, lần này hình như mình đã tìm được cái passion rồi các bạn ơi. Kìa kìa, tiểu quỷ. Ui chưa gì đã gặp tiểu quỷ dưới địa ngục rồi các bạn ơi. Đại ca Bích Linh nữa kìa. Ây hô, ây hô. Vô luôn, ê kìa. Ui trời, con gát nó bắn qua các bạn ơi. Thôi đừng để cho nó làm phiền nha. Đại ca Bích Linh ra đấy, căng ba luôn. Ra đấy. Tạm ổn, tạm ổn. Tôn Ngộ Lộc bán hành cho Chư Bát Giới rồi các bạn ơi. Chư Bát Giới gặp mình là xác định luôn rồi. Này thì đại ca Bích Linh nữa, cho mấy ảnh cosplay Chư Bát Giới luôn. Ô, ảnh phố cổ đại nè. Wow, hên vậy. Có lý các bạn ơi. Để mình kiếm thêm mấy đại ca Bích Linh cho mấy ảnh cosplay Chư Bát Giới tiếp. Ôi, bình tĩnh. Kìa nữa. Ok, mình là Tôn Ngộ Lộc mà. Đúng là trúng. Không có rén, bước qua đây. Bước qua đây. Mình chỉ cần đánh nhanh là mấy ảnh không kịp phản đòn các bạn. Đấy, đó chính là lợi thế khi mà mình dùng thương á. Về đây. Định làm gì? Bắn lén Tôn Ngộ Lộc à? Ui, cảm giác mình cosplay Tề Thiên Đại Thánh đó các bạn. Cảm giác là mình cũng mạnh hơn hay sao á. Không biết phải vậy không nữa. Chắc đó chỉ là cảm giác thôi các bạn à. Và chỗ này coi. Không biết có bỏ sót cái rương nào không, để mình khám phá kỹ xíu. Đi từng tầng luôn cho chắc. Ủa gì đó kìa. Ui có quái vật gì mới rớt xuống các bạn ơi. Đây là mấy anh chụm lại bằng thịt luôn mà. Kinh thiệt. Ở đây nè, có cái rương đầu tiên rồi nè. Tuy nhiên thì đồ nó hơi bèo ha. Ui. Oh no. Oh no. Ây da. Mình trượt chân các bạn ơi. Ui. Tí nữa thì toan rồi. Hơn là chỗ này cũng khá là an toàn. Ây da. Ui. Trời. Mấy thanh niên chưa bắt giới này có vẻ là khá là liều các bạn. Gặp nhung nham không hề chạy nha. Mà còn nhảy xuống đơm mình nữa. Ok, mình sẽ cầm thương mình khịa khịa qua đi. Có chịu chưa? Ồ, còn rơi ra sách kỹ năng nữa. Ok, tạm thời an toàn. Mình sẽ bắt đầu lấy vàng thôi. Ồ, mẫu rèn nâng cấp Netherite. Một cái vest seal. Một bộ giáp kim cương. Rương ở đây giàu vậy. Bữa này ba mảnh vỡ của đại luôn kìa. Lại thêm một cái mẫu rèn nâng cấp Netherite nữa các bạn. Wow, giàu thiệt sự luôn á. Đây là một cái passion giàu, thế nên là chắc mình sẽ kiểm tra thêm một vòng nữa, coi có bỏ sót cái rương nào không á. Rồi chúng ta sẽ tới những cái địa điểm tiếp theo các bạn ơi, trong cái passion này. Nếu như mình không nhầm thì chỉ còn mỗi bên hướng này thôi các bạn. Ủa, hồi nãy mình lướt ở bên trái rồi đúng không? Vậy thì bây giờ qua bên phải. Ở đây, ngay chỗ này. Ở đây nè, có hai cái rương nè. Ủa, đúng không ta, hay là mình nãy mình lướt bên phải ta? Để mình qua bên trái thôi. Ây da, trời. À, thanh niên này dám bổ mình một điều hả? Ổn nha. Trời. Di chuyển khó hiểu vậy. Ok. Ủa đây rương đôi. Ở đây nè, vậy là cái rương này các bạn ơi. Cho mình một cái xẻng kim cương cũng được. Tuy nhiên thì không có thêm quặng mảnh vỡ cổ đại rồi. Hơi đáng tiếc á, nhưng không sao. Vậy là sơ qua chúng ta đã loot được 4 mảnh vỡ cổ đại ở trong cái passion này các bạn ạ. Khá là ngon lành đấy chứ. Và thêm một kỹ năng Back and Forth. Ủa, là kỹ năng gì vậy? Ui, có vẻ đây là một kỹ năng khá là mạnh các bạn ơi. Wow, nhìn cái hiệu ứng của nó cơ. Hiện tại thì mình chưa nắm rõ cơ chế sử dụng của nó lắm, nhưng mà đại khái là nó sẽ cho phép mình vô hiệu hóa cái mục tiêu sau khi đạt một cái khoảng cách nhất định các bạn ạ. Rồi khi mà khoảng cách giữa mình với mục tiêu là 20 block thì đòn đánh tiếp theo sẽ là một cái đòn gây choáng cực mạnh luôn. Choáng tới 5 giây lận. Ui, mình nghĩ sau này khi mà mình thành thạo nhiều kỹ năng hơn, lúc đó cái quyển sách kỹ năng vừa rồi sẽ phát huy công dụng các bạn. Bởi vì choáng 5 giây là mình sẽ dư sức
thực hiện rất nhiều combo. Nhưng mà khoan, phía này mình thấy có cái cục gì xanh xanh vậy? Ủa? Ê, các bạn có thấy không? Trong lúc mình đang bốc phép về cái kỹ năng mới. Ồ. Sao lạ vậy ta? Mình mới thấy cái gì xanh xanh nè, không biết có hoa mắt không nữa. Nhìn nó giống như là một đòn phép thuật vậy đó các bạn ơi. Hồi nãy mình còn lượm được một cái anti-dote vết seal. Nó sẽ gắn vô cái đai. Công dụng của nó là giảm những cái hiệu ứng bất lợi các bạn. Cũng khá ngon. Ê, đúng lúc là mình đang thiếu cái bình hồ lô. Nhìn nó cũng giống cái bình hồ lô gắn vô thắt lưng kìa các bạn. Trời ơi. Thiệt rồi, bữa nay quá thật. Mình cosplay thành ha, Tôn Ngộ Lộc của các bạn ơi. Mình là nam phụ trong Lách Mít Vô Công nha. Ủa, con bị mẹ một đi. Ôi, ôi. Ủa? Ê, đó có phải là... Ủa? Cái sinh vật mà hồi nãy gớt xuống trong cái basin kìa. Nhìn giống gấu koala vậy. Ê, gấu rơi. Quá tuyệt. Còn dám cà khịa nữa. Chốc gấu này liều đấy. Móng vuốt của gấu rơi đó sẽ làm được hộp quẹt cũng như là cái roi gân. Wow, được lượm luôn. Sưu tầm các bạn ơi. Ê, tính ra hôm qua mình đi sai hướng, bảo sao không tìm được cái basin là phải rồi. Nè, cái pháo đài địa ngục kế bên luôn nè. Ui, ui, từ từ, núp núp cái. Đúng rồi, lại đây, lại đây. Anh lại đây với tôi. Bắt lẻ anh liền. Hiện tại thì chưa có được cái điểm looting nào hết các bạn à. Chưa điểm được điểm nhạc nào hết á. Nhưng mà mình cũng sẽ thử dân mai một xíu. Coi coi có farm được cái đầu xương đen nào trong cái chuyến đi địa ngục hôm nay hay không nha. Biết đâu bất ngờ. Cảm giác hôm nay là mình khá là may mắn đó. Ui. Sao không ra cái đầu như vậy đi mà toàn cái sách không vậy? Trời ơi. Hai quyển sách mới luôn các bạn. Một quyển là Mindset. Wow. Cái này khá ngon nha. Khi mà ở trạng thái 80% máu thì mình sẽ được cái nội tại Mindset và tăng đam và giảm sát thương nhận vào các bạn. Wow. Quá là tuyệt vời luôn. Một kỹ năng rất ngon. Tiếp theo là một kỹ năng ở dạng phòng ngự nè. Bảo vệ linh hồn. Kỹ năng này thì nó sẽ làm mình mất khả năng chặn đòn. Tuy nhiên, mỗi giây nó sẽ triệu hồi một cái linh hồn, giúp mình giảm 1% sát thương các bạn. Tối đa là tới 20% giảm sát thương từ linh hồn triệu hồi á. Nhưng mà mỗi lần bị tấn công thì sẽ bị mất 3 linh hồn. Một cái kỹ năng nội tại nghe có vẻ phức tạp á các bạn ơi. Mình muốn test thử quá. Ok. Để thử coi coi. Ok 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 các bạn đấy nha. Xung quanh cơ thể mình kìa. Đó đó đó. Nó có những cái linh hồn kìa. Uầy. Đánh thử coi. Ồ. Ê, công nhận nha. Mình trâu hơn thiệt các bạn ơi. Ồ. Tính ra bữa nay mặc dù không có tìm được đậu xương đen, nhưng mà cày toàn được sách ngon không à các bạn. Đó nè, tại đây. Thích solo thì tôi chịu. Rồi sách gì nữa đây? Rồi, thôi thôi, có này có rồi. Dục. Nữa, lại đây. Đấu kiếm à. Đấu kiếm không? Chịu nổi không? Nhưng mà tính ra mình xui thiệt. Không có farm được cái đầu xương đen nữa hết các bạn ơi. Farm từ nãy tới giờ. Chắc tại bữa nay mình không có duyên rồi. Thôi không sao. Dù sao thì chuyến đi địa ngục này mình thấy cũng rất là thành công đối với mình rồi ha. Rồi, bây giờ thì lên trên nhà. Chuẩn bị thêm ít đồ trước khi có một cái chuyến phiêu lưu đi tìm cái đấu trường thôi các bạn. Nếu mà tìm được sớm thì chúng ta sẽ triệu hồi boss và đánh boss sớm ha. Với cả là về nhà mình cũng sẽ chuẩn bị thêm cà rốt vàng ăn cái đã. Mình bây giờ hết thịt heo rồi, mình chưa có kịp nhân giống heo lên á. Chúng ta cũng sẽ nâng cấp thêm kỹ năng nữa. Tuy nhiên thì hiện tại mình thấy kỹ năng nó bị trùng khá là nhiều ha. Như kỹ năng parry nè, bữa giờ gặp hoài luôn. Full sweep cũng gặp nữa nè. Và late, đây là kỹ năng mới ha. Cái này là sao ta? Mình không hiểu lắm. Hấp thụ ánh sáng sát thương thay cho độ bền. Ủa là sao? Nghe nó khá hiểu á, nhưng mà chắc mình sẽ chọn kỹ năng này đi. Tại vì đó là một kỹ năng nội tại các bạn. Nhỡ sau này mình lại cần á. Rồi, hiện tại thì looting nó đã đạt cấp độ 1 rồi. Sẵn tiện đang đi tìm cái đấu trường nè, mình sẽ cày thêm cho nó lên cấp độ 2 hoặc là cấp độ 3 ha. Để có gì chuyến sau mình trở lại địa ngục á, mình săn đầu xương đen sẽ dễ hơn các bạn ơi. Rồi, bây giờ thì không chần chờ gì nữa. Lên đường thôi nào. Em ngựa đâu rồi? Không biết em sẵn sàng chưa nữa. Bước xa xa mới kiếm cũng được các bạn ơi. Chẳng hạn như ở ngoài này nè. Hả? À, ok. Ê, mình thấy ở dưới thung lũng này có một công trình khá là bí ẩn nha. Giống làng lắm. Không biết là... Ồ ồ.
Sao lại có mấy thanh niên kỵ sĩ cưỡi ngựa xương trong đó nữa? Tao đâu có muốn hình bóng mấy thanh niên hết vậy? Giấu em ngựa đây đi. Ôi có cáo nữa kìa. Ôi hình như đây là căn cứ của bọn kỵ sĩ sao á, phải không nhờ? Hả? Vô đây, thích thì bá vô đây. À, nhờn hả? Combo liền. Còn con nào nữa không? Ui có một tên thôi à. Nhóc cáo kia sợ kìa các bạn. Thấy thương nha. Thôi à, mình sẽ không làm sợ em cáo đó đâu. Ê, ở phía trên kia còn có một cái công trình nhìn giống như một con mắt gì đó các bạn. Ủa? Hình như chỗ này bị bỏ hoang hay sao vậy? Ê, ở đây giống như một cái công trình bị bỏ hoang các bạn ơi. Không còn dấu vết của sự sống nữa rồi. Còn sót lại vài cái thùng, cũng như là những cái khói mực khô hay sao nè. Ủa? Ê, đừng nói chỗ này là chỗ đánh boss nha. Bên này lại có thùng tiếp. Có những cái In Power Scroll. Hả? Cái này bắn được các bạn ơi. Oh, wow wow wow. Bên này có dấu gì khác không? Lại có những cái thùng nữa. Ui, có giáp luôn á. À không, đây là một cái Rapid Show. Ủa công dụng đó là gì? Oh my god. Ê, 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 sao mình bay lên rồi? Oh no, no, no. Ui. Trời. Mình giống như là mới đi cảnh vậy đó các bạn à. Tự nhiên mình bay lên luôn. What the hell. Hồi hồi mấy cái này thấy ghê quá các bạn ơi. Không nên đụng vô nha. Rớ vô là mệt. Ồ, ồ, có kim cương. Cái này thì không mệt. Cái này thì sướng, sướng. Trên này như là một cái nhà nhưng mà bị bỏ hoang rồi. Vậy là bây giờ chỉ còn mỗi cái chỗ cao cao này thôi các bạn ơi. Nhìn nó lại giống như một con mắt nữa. Ê, bình tĩnh nha. Có gì không vậy? Đây là Soul Heart. Trái tim linh hồn. What? Có thể đạp được hả? Cái gì? Nó phát nổ rồi. Ê, mình đụng vô là nó phát nổ các bạn ơi. Ê, ấy cái gì đây? Dạ. Và nó triệu hồi ra rất là nhiều những cái con xung quanh nè. Hình như đây là những con quái vật mực. What the hell? Trời, múa từ từ thôi, đừng có lọt vô hố mực là được. À, hình như mình tiêu diệt những cái con này nó sẽ giảm cái thanh máu yên ho ở phía trên kìa các bạn. Ây da, trời, con này nó có liên quan gì tới quái vật mực đâu mà nó cũng xuất hiện đây nữa. Hiền thiệt chứ. À là phải. Ồ, oh. Đây kiểu dạng giống như một cuộc xâm lược vậy đó các bạn. Ủa còn sót con nào không vậy? Hết rồi. Ủa, ủa kỳ vậy? Ủa hay là mình phải chui tiếp tỉ dưới này ta. Ê, giống lắm nha. Ờ, ủa hết rồi. Ủa dưới đâu có gì đâu. Kỳ lạ vậy. À, hình như còn mấy cái nhúc nhích ngoài này nữa nè. Ôi trời ơi, mình phải diệt cỏ tận gốc các bạn ơi. Ra là vậy. Ở đây có mấy hiệp sĩ bị ẩn. Ui lần này nó còn xuất hiện mấy con kinh dị hơn nữa các bạn ơi. Yêu. Có những con dung. Con dung mực. What the heck. Nè. Quá chừng quá đất luôn. Trời. À có hiệp sĩ giúp đỡ mình nữa kìa. Ô, có một cái lữ khách bí ẩn cũng giúp đỡ mình nữa kìa các bạn. Uầy. Trời, nó bắn mực. Con này bắn mực tùm lum. Đúng rồi. Tự nhiên có người chơi giúp các bạn. Đã vậy. Ok, cảm ơn lòng tốt của lữ khách nha. Nhưng mà cái này để tôi. Tôm ngộ lọc tôi lo được. Đây, lại là một cái xúc tua khác. Chắc là chỗ tiếp theo đây. Để xem dự đoán của mình có đúng không. Nó đánh keng rồi. Ok, đúng rồi. Sau mỗi cái face của nó thì nó sẽ có một cái tiếng chuông để chúng ta nhận biết được ha. Wow. Trời. Chiến này có vẻ đông hơn chiến nãy nữa các bạn ơi. Hình như càng ngày càng đông nha. Quay. Càng phết á. Ui. Bây giờ con này là con Titan. Một con Titan mực. Titan mực hả? Cho ăn một thương là cũng đi nha. Càng ngày xuất hiện nhiều quái vật thứ dữ nữa nè. Titan mực nữa nè. Con dùng này xử trước. Tiếp theo là Titan mực. Hất tung cái nhẹ. Ui da. Bự quá không hất tung nổi các bạn ơi. Ui, còn có Ripper hoàng gia nữa cơ. Ghé qua là cho đi luôn.
Cây múa cẩn thận, kẻo trúng lữ khách. Rồi, tạm ổn, tạm ổn. Trời, con Ripper hoàng gia, gây ra thuốc súng hoàng gia các bạn. Ui, làm được bơm. Ây da, ây da. Con này, đi chỗ khác liền. Định gìn gìn cắn lén hả? Rồi, còn sót con nào không ta? Ui, đây, 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 đây. Nó tiết ở bên ngoài lận các bạn ơi. Phải chạy tiết ra ngoài mới gặp. Mình sẽ gán đợi tới hết cái cuộc xâm lược của bọn quái vật mực này. Xem thử coi bọn chúng có đại ca không. Mình háo hức gặp đại ca bọn chúng lắm rồi. Ui, con Titan. Titan hả? Cho đi lưu. Ui, có vẻ là đây là những cái tên cuối cùng trong cái cuộc xâm lược quái vật mực này rồi hay sao nè các bạn. À, tên Titan này thích làm gì. Ui, 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 trời, trời, trời. Thấy gì, tên Titan này rất khó chịu nha. Nó đánh, nó đẩy lùi các bạn. Ơ à. Lì phết đó. Ui, còn con đây nữa. Ui, 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 ui. Combo cực mạnh mới được. Ok. Ui, vẫn chưa hết à. Kìa, 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 còn sót hai ba con bên này nữa. Trời ơi. Thử liền. Uầy, công nhận cái bình hồ lô mà mình mới trang bị hữu ích ha. Ví dụ mà không có cái bình này mình nghĩ là mình bị mù lò lâu lắm luôn á. Thật sự. Đây mình sẽ test thử ha. Không có cái bình đó là mình sẽ mù lò tới. Ủa, cô thấy cũng vậy mà ta. Thôi đi. Chắc mình quảng cáo hơi lố các bạn ơi. Rồi, con kia có vẻ là con cuối cùng trong cuộc xâm lược quái vật mật đen xì lì này rồi. Chọt nó một cái. Không biết. Ui, có cái âm thanh gì ngay trung tâm này nè. Oh my god. Âm thanh của boss các bạn ơi. Con này tên là Blood. À, à, Blood hả? Blood mà liếc cái gì? Trụng là trụng, không có sợ. Ui, ui, ui. Ui, ui, nhưng mà con này khỏe nha. Con này khỏe nha, không không đùa được các bạn ơi. Mình sẽ thương mình đánh nó là mệt đó. Nhưng mà mình cũng sẽ gán. Ui, ui, ui. Oh, no, 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 no. Nó mạnh, nó mạnh, nó mạnh, không hề yếu các bạn ơi. Đổi vũ khí đi. Đại kiếm đi. Ui da. Ui, xài kiếm có vẻ ok hơn nè các bạn. Lạy thiệt. Tôm ngộ lọc nhưng mà xài kiếm các bạn ơi. Sao mà đỡ được. Yes sir. Vậy là tôm ngộ lọc đã đánh bại được quái vật Blood mực đen xì lì. Và nó cũng rơi ra cho mình một cái cục hơi hơi đen á. Đấy chính là Soul Core. Wow. Chế tạo được một cái quyển sách phép gì nữa. Hoặc là cái cỏ. Ui, lưỡi hái nữa. Ê, nên làm lưỡi hái hay là làm cái quyển sách này. Không biết công dụng của nó là gì nè. Tò mò quá à. Thôi, trước mắt là đem chiến lợi phẩm này về trước đi các bạn. Bỏ vô ba lô ha. Sau đó thì kêu em ngựa lại. Ok. Nãy giờ đâu dám kêu em lại đâu. Sợ em bị mấy con kia nó gừng gừng nó quất á. Rồi. Ây da, trời, trời, trời ơi. Ê, mình gặp cọp các bạn ơi. Rồi luôn hết cái đường chưa cứng. Ây da. Con báo này. Ôi no. Lời quyền dân áp dụng lên em ngựa của mình. Oh no. Lộc không đáng có một cái người bạn ngựa nào khác các bạn ơi. Mình chỉ báo ngựa thôi à. Đi ngay chỗ nước này không nhảy qua được. Làm con báo kia nó quất em ngựa mình luôn rồi. Không được rồi. Một xíu về mình phải tự phạt mình mới được các bạn ơi. Mình quả thật là một người bạn tồi luôn á. Thiệt sự. Rồi. À à, con báo này nữa. Con báo này. Xử luôn. Không thôi nó lại đi ha. Báo hại người khác nữa. Cây thật sự. Bên đây là một cái nhà báo hoang các bạn ơi. Ồ ồ. Đừng nói ở đây gặp yêu tinh nha trời. Đừng nha. Được cái. Có cái bánh kem dư nè. Đem theo luôn. Hey, nói chung thì tất cả lỗi lầm cũng do mình các bạn ơi. Báo hại em ngựa. Giờ thì em chỉ còn là cái mảnh giáp thôi các bạn ạ. Và với một người bạn tệ như mình chắc chắn là phải bị xử phạt rồi. Mình sẽ chịu phạt mới được. Ôi ơi, cái gì đây? Trời ơi, người ta đang chịu phạt mà cũng bộ muốn chịu phạt giùm ta hả gì? Thì cái tin mình sẽ ở đây và chịu phạt cho hết đêm các bạn ạ.
Rồi qua sáng mai chúng ta sẽ tiếp tục lên đường tiếp ha. Nhưng mà không còn em ngựa đi theo rồi. Chịu phạt không đau, không có bạn đồng hành mới đau cơ. The next day. Ê, ui xa xa có cái làn khói gì kìa các bạn ơi. Wow wow wow. Ở đây thì còn có một cái công trình khá là bí ẩn khác nữa. Nó kiểu như một cái tòa tháp canh vậy đó các bạn. Ủa sao không có đồ hết trơn vậy? À đây, có được cục ngọc lục bảo, một cái bàn chế tạo. Hết rồi. Trên này có cái chuông. Ôi ôi gớt nó. Trời ơi. Bên kia là một công trình có vẻ khá là xịn sò các bạn ơi. Kìa. Wow. Nhìn thôi bị đẹp nha. Ý, lại là cái con báo kìa. À, gặp nó là mình không kiềm chế được các bạn ơi. Tới công chuyện rồi, con báo kìa. Đâu rồi. Đợi mình xíu. Mình trả ăn quán cá nhân cái đã. Con báo này, thử luôn. Giờ gặp báo đâu là mình quất ở đó các bạn à. Ngay báo thủ mà. Và không biết là trong công trình này sẽ có gì cho mình ha. Ui, có xương. Đây là công trình của những con xương các bạn ơi. Có lý. Giờ là sẽ có đồ ngon đấy. Thế nên mới có mấy con xương canh giữ như vậy. Đúng không? Sao thấy không có gì trơn vậy? Mất tiền heo. Ủa? Là tới khúc vào chưa vậy? Ok. Ôi trong này toàn là lúa thóc rồi không à. Có thùng nấu rượu đâu nè. Có chỗ nấu rượu hay sao các bạn ơi? Thiệt các bạn ơi, có chai vodka nè. Wow. Uống rượu giải sầu thôi. Đúng lúc đấy. Trời ơi, uống rượu mà ăn bánh kem không biết có bẹt bẹt không nữa. Không biết là có ổn không trời. Thôi đi, làm chai vodka trước các bạn ơi. Uống rượu giải sầu. Ui nhưng mà hình như đô mình mạnh đấy các bạn à. Uống chai vodka mà không xi nhê gì luôn á. Rồi lên lầu cái coi. Trên lầu thì cũng trống trơ. Ây da, bọn chúng mở party ở trên này các bạn ơi. Ây. Hình như bọn chúng uống vodka hay sao á. Bọn chúng trâu lắm. Mèn đấy à. Bọn chọi chai thuốc gì nữa. Ê, chai thuốc mù lò các bạn. Bọn này ủ mô cho mình hết thấy mồi gấp đường hay sao nè. Lại thế. Trời, con này đeo mặt nạ nữa. Yêu ơi. Định dọa ta hả? Ngay thanh niên cứng rồi. Các ngươi xác định. Thằng này ra ban công. Vậy chắc đây là những thanh niên cuối cùng trong cái... Ây da, thanh niên cầm chùy. Trời ơi. Hả? À, trong này còn spawner nữa. Hèn vậy. Ui da, công nhận mấy thanh niên này uống vodka vô trâu thiệt các bạn ơi. Mình cầm kiếm mạnh mà đánh không có xi nhê gì luôn á. Ở ngoài thì bão tuyết tới nơi rồi. Núp hả? Núp ở đó hả? Đừng tưởng núp ở đó. Ủa, đâu rồi? Ở thanh niên đó xỉn hay sao lọt dưới rồi. Này thì núp ở dưới. Trời ơi. Nó trâu dữ thằng luôn á các bạn ơi. Thiệt sợ. Ủa, một kỹ năng mới nè. Step. Wow. Học thứ coi. Khi mình dùng thì... À, đây là một cái dạng... À, né đòn nhưng mà kiểu như nó mượt hơn các bạn không. Wow. Hợp lý đấy. Và có vẻ là nó ít hao thể lực hơn nữa nè. Ngon nha. Bữa nay mình cosplay thành Tôn Ngộ Lộc có vẻ là hơi đen các bạn ạ. Như cái áo giáp của mình luôn. Mình đã mất đi mãi mãi cái người bạn ngựa rồi các bạn ạ. Quá là buồn luôn. Chắc sắp tới mình tự thân vận động thôi. Chứ có bạn là kiểu gì mình cũng báo bạn bè không mà. Mình là Tôm Ngộ Báo chứ Tôm Ngộ Lộc cái gì. Hy vọng là trong thời gian sắp tới mình sẽ bớt báo hơn á. Và trải nghiệm một ngày cosplay Tôm Ngộ Không mình thấy cũng khá là ok các bạn à. Và bộ giáp này có vẻ là nó cũng rất là tốt á. Chắc do một phần là nó được enchant bảo vệ đầy đủ á. Và hy vọng rằng trong thời gian sắp tới mình sẽ sớm tìm được cái đấu trường ha. Để sắp tới có nơi để mình còn triệu hồi và đánh boss đẹp ra ở chỗ đó nữa.
Và cũng cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình thêm một ngày nữa ở trong thế giới hiệp sĩ chuyển sinh. Hành trình đánh bại nữ kiếm sĩ mạnh mẽ ở cái vùng đất kia vẫn còn dài nha. Hiện tại mình vẫn chưa tự tin để thách đấu lại đâu. Chắc còn lâu các bạn ơi. À mà bạn nào có nhu cầu mua Acroblock, Lockroot hay là Unitalet thì có thể ghé vào shop của Lập nha. Link shop ở dưới phần bình luận của video. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những ngày tiếp theo trong hành trình hiệp sĩ chuyển sinh này. Bye bye. We'll be right back.